có thể dễ dàng nhận ra những nhà hàng chuyên bán phở Việt Nam giữa muôn trùng những bản hiệu quảng cáo và hàng quán trên các con phố sầm uất của Hàn Quốc. Chúng tôi chọn nhà hàng phở này để khám phá đầu tiên trong phóng sự, để tìm hiểu xem liệu phở Việt ở Hàn Quốc có giống với phở ở Việt Nam, và quan trọng hơn là để trả lời cho câu hỏi vì sao phở lại được rất nhiều người Hàn Quốc mê đến thế. Ngoài phở, nhà hàng này còn có cả món cuốn vốn rất được người Việt Nam yêu thích, và không hại gì nếu ta gọi cả hai món, vốn được chủ quán tự hào quảng cáo ngay từ ngoài cổng. Có cả bia Sài Gòn đỏ nữa chứ. Giữa mùa đông lạnh giá xứ Đại Hàn thì chỉ nhìn thôi đã thích, huống chi được thưởng thức những món ăn thuần Việt đậm hương vị quê nhà như thế này. 이게 지금 베트남 쌀국수가 우리나라에서는 요즘 뭐 맥도날드나 버거킹이나 뭐 이런 것처럼 그 햄버거 처음엔 뭐 피자나 이런 것들이 이태리나 미국의 음식이었지만 그 여러 나라에 융화돼서 이렇게 했던 것처럼 그 우리나라에는 뭐 김치가 있고 뭐 이태리에 피자가 있고 일본에 뭐 스시가 있고 뭐 이런 것처럼 제가 봤을 때 뭐 베트남에는 쌀국수가 그 나라의 음식이라는 인식이 박혀 있죠 이제. 그 외에 các bạn, tôi đang đứng ở khu phố Miền Đông, là một trong những khu phố mua sắm và hành chính sầm uất nhất giữa Seoul này. Và thật là bất ngờ khi chúng tôi thấy một trong những cái biển quảng cáo Hòa Bình, nhà hàng Hòa Bình gì đó mà hoàn toàn bằng tiếng Việt. Thật thú vị, các bạn hãy cùng chúng tôi vào đây xem nhà hàng này bán những món gì nhé. Chúng tôi chọn món cơm chiên trái dứa, phở chiên và được khuyến mãi thêm một tô phở bò nóng hổi. Trong khi chờ đợi món phở đặc sản được bưng lên, chúng tôi tranh thủ học thêm vài câu tiếng Hàn được chủ quán ý nhị bên trong tấm poster để bàn rất dễ thương. Cũng ở giữa khu Miền Đông sầm uất bậc nhất xưa này, tình cờ chúng tôi được một người Hàn giới thiệu một nhà hàng phở Việt vừa mới khai trương mà ông ta rất yêu thích. Ông đã cất công đi một đoạn khá xa để hướng dẫn chúng tôi đến đúng nơi cần tìm. Xin chào, người Việt Nam, tôi là Park Sang Gol, người Hàn Quốc. Tôi là mở nhà hàng phở chính xác ở Giang Thong, phở Việt Nam. Phở Việt Nam là ngon nhất trên thế giới. Tôi yêu phở. Nhà hàng này có một cái tên khá lạ, nếu phát âm sẽ nghe ra là xây phở, xây của xây mê, xây đắm theo cách nói của người Việt Nam. Ông chủ kể cho chúng tôi nghe về mối nhân duyên của ông với phở Việt. 그래서 이건 아니다. 그래서 제가 베트남에 가서, 왜냐면 베트남에 안 가고 딴 데서 배우는 거는 다 가짜거든요. 그래서 하노이부터 해갖고 전국을 돌면서 한 천여 번을 먹었어요. 천 번. 네. 모든 건 퍼를 갖다가 예 먹고 한 300군데 맛집을 찾아서 이제 친구들 만들어서 베트남 전역에 있는 쌀국수 집들을 300군데서 한 1000번을 먹었다고. Người Hàn Quốc thích phở vì phở rất phù hợp với lối sống xanh, sống khỏe đang trở thành xu hướng trong xã hội Hàn hiện nay. Các thành phần nấu phở đều xanh tươi, nhẹ nhàng, tốt cho sức khỏe, ăn nhiều vẫn không lo bị béo, bị mập. Tuy nhiên, nói theo cách của ông chủ quán xây phở thì đa số các quán phở đang hoạt động xôm tụ ở Hàn Quốc như phở Hòa, phở Hòa Bình, phở Hoa Sen, phở Chào v.v. đều bị xem là phở giả cả, tức là phở do người Hàn Quốc chế biến nên hương vị đã phai nhạt đi ít nhiều. Theo chỉ dẫn của một người Việt sành ăn, chúng tôi tìm đến một hàng phở khá nổi tiếng khác tên là Sài Gòn Phở. Vào đúng giờ trưa nên khách ngồi kín khắp quán, lan cả ra ngoài hành lang. Điểm đặc sắc nhất của Sài Gòn Phở là từ chủ tới nhân viên đều là người Việt Nam. Theo chị thì một cái bát phở của chị nè ở đây và một cái bát phở ở Việt Nam thì nó có điểm nào nó chênh nhau, nó khác nhau? Có đấy, tại vì là cái người Việt Nam mình ấy thường thường là thích ăn mỡ,
Như ở bên Hàn Quốc thì người ta tuyệt đối người ta lại không thích mỡ. Đấy, cái bát phở bên này là phải là nước không. Cái nước của nó thì là hoàn toàn là cái nước từ xương và từ cái mình ninh ra, rồi là từ những cái ví dụ như là hành hoặc làm cho nước nó ngọt đấy, củ cải làm cho nó nước ngọt, chứ còn không được dùng về chính, không có một hạt về chính nào. Còn cái bánh phở thì như thế nào? Khi mình thì bên này nó không có bánh phở tươi cả, mà bánh phở tươi Việt Nam mình thì đúng là bé tuyệt vời. Thế nhưng mà hoàn toàn là cái vận chuyển sang đây thì rất là khó khăn, cho nên chúng em phải dùng bằng cái bánh phở khô. Nhưng mà bánh phở khô Việt Nam mình thì cũng ngon. Nói chung là so với lại cái bánh phở của các bên này thì mình ngon hơn rất là nhiều. Chỉ riêng món phở, một ngày trung bình quán bán 200 bát, cá biệt có hôm lên đến 300. Ngày Tết ở xứ Hàn thời tiết vô cùng giá rét, thế nên có một bát phở thơm phức ngọt ngào và nóng hôi hổi đã ít nhiều xua tan đi băng giá, giúp người tha hương đỡ chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh đoàn viên sum họp vốn được người Việt Nam xem trọng trong những ngày Tết đến xuân về.